Viên uống Akintip AZ Doppelherz có tốt không? Đây là dòng thực phẩm chức năng được sản xuất ở một trong hãng dược phẩm hàng đầu tại Đức với lịch sử hơn 100 năm phát triển. Sử dụng những nguyên liệu có nguồn gốc thực vật dược được phát triển tự nhiên không có sự tác động của con người trong quá trình sinh trưởng và phát triển. Công dụng của viên uống Akintip AZ Doppelherz, bạn hãy tham khảo ngay. Thúc đẩy miễn dịch, tăng cường thể chất. Đây là dòng sản phẩm vitamin tổng hợp giúp nâng cao sức đề kháng cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra khi bổ sung đầy đủ các dưỡng chất sẽ giảm mệt mỏi, căng thẳng và tăng sức bền cho cơ, xương và khớp. AZ Depot Doppelherz bổ sung 25 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp bồi bổ và tăng cường sức khỏe cho người bị suy nhược cơ thể, người ốm, người lớn tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. Đặc biệt còn sử dụng được cho trẻ em trên 10 tuổi. Tăng cường đề kháng cho cơ thể. AZ Depot Doppelherz bổ sung nhiều loại vitamin như vitamin A, B1, B2, B6, B12, T, D e, cùng các loại kháng chất như sắt, magie, canxi, kali để có thể giúp cơ thể cung cấp đầy đủ các loại dinh dưỡng hàng ngày cho cơ thể. Ngoài ra nó còn hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Bảo vệ sức khỏe bằng viên uống A Tip AZ Depot Doppelherz có tốt không? Hai tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Hỗ trợ tăng cường sức khỏe Mỗi ngày hãy bổ sung một viên AZ Doppelherz để phát triển tốt từng bộ phận trên cơ thể bạn. Ngoài ra có thể duy trì sức khỏe của bạn một cách tốt hơn. Bởi vì chứa các loại vitamin và khoáng chất nên sẽ giúp chữa lành vết thương và tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp xương chắc khỏe hơn. Thành phần dinh dưỡng có trong viên uống -tip AZ Depots Doppelherz. Vitamin A giúp cho thị lực tốt và thúc đẩy sự phát triển của các tế bào da mới, hỗ trợ nâng cao miễn dịch. Vitamin B1 giúp phòng ngừa các triệu chứng hệ thần kinh, não, cơ, tim. Vitamin B2 giúp gan khỏe mạnh, tăng khả năng hấp thu. Vitamin B6 cần thiết trong quá trình trao đổi chất, giúp cải thiện tâm trạng, giảm triệu chứng của bệnh trầm cảm. Vitamin C làm chậm quá trình oxy hóa, tránh các loại vi khuẩn, virus. Ngoài ra nó còn ngăn chặn một số mối nguy hại cũng như phòng các bệnh ung thư, tim mạch. Canxi cấu tạo giúp xương chắc khỏe. Magi cần thiết cho quá trình tiêu hóa, điều hòa huyết áp, duy trì sự chắc khỏe của xương. Sắt, vận chuyển và sản xuất oxy là một chất cần cho quá trình tế bào máu. Kẽm, nâng cao sức đề kháng, bảo vệ vị giác, cứu giác. Ngoài ra, nó còn có một số chất khác như kẽm, clorua, natri, cũng quan trọng không kém. Hướng dẫn sử dụng viên uống Akintip AZ Depot Mỗi ngày bạn chỉ cần uống một viên vào buổi sáng sau khi ăn. Đối tượng sử dụng: Trẻ em trên 10 tuổi và những người đã trưởng thành. Những người bị suy nhược cơ thể, người ốm, người lớn tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú.